Hơn 10 ngày sau khi thị sát chợ đầu mối Long Biên, Hà Nội, sáng sớm ngày hôm nay, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã bất ngờ trở thành thực khách tại một quán phở nhỏ trên đường Nguyễn Hậu, phường Tân Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Sự có mặt của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trên một quán ăn đường phố một lần nữa khẳng định thông điệp về một quyết tâm mạnh mẽ của Chính phủ trong việc lập lại trật tự an toàn thực phẩm, nỗi lo nhiều năm nay của người dân cả nước. Thủ tướng cũng yêu cầu chính quyền sở tại đặc biệt coi trọng công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên của cấp ủy, chính quyền, thường xuyên tổ chức giám sát, kiểm tra theo đúng quy định, thực thi tốt nhiệm vụ theo thẩm quyền, chức năng được giao, kiên quyết không để xảy ra tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn. Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất thức ăn công nghiệp Tú Anh ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh. Thủ tướng yêu cầu trong quá trình chế biến phải liên tục kiểm tra chất lượng thực phẩm, tuyệt đối không để xuất xưởng những thức ăn không an toàn. Sau khi đi kiểm tra cơ sở chế biến xuất ăn công nghiệp, quán ăn đường phố, siêu thị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bảo đảm an toàn thực phẩm. Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng vì chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về an toàn thực phẩm đã đến tận cơ sở và đặc biệt là đi vào ý thức của người sản xuất kinh doanh và nhân dân. Thủ tướng biểu dương Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các chỉ đạo, tổ chức thực hiện khá hiệu quả đề án an toàn thực phẩm theo chuỗi, phiên nông sản sạch vào thứ Bảy hàng tuần, công bố công khai các cơ sở đảm bảo và không đảm bảo an toàn thực phẩm. Đề cập đến những nhiệm vụ thời gian tới, tiếp tục chỉ đạo Thành phố Hồ Chí Minh chủ động tăng cường kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm. Thủ tướng cũng đề nghị thành phố tập trung quy hoạch phát triển các chuỗi cung cấp thực phẩm sạch, trong đó có tính toán liên kết với các địa phương để lập các vùng chăn nuôi rau củ quả sạch, tiếp tục tuyên truyền vận động các cơ sở sản xuất chế biến đảm bảo an toàn thực phẩm. Cùng với quá trình đó, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo thành phố áp dụng chế tài xử phạt nghiêm, thậm chí xử lý hình sự nếu vi phạm quy định an toàn thực phẩm nghiêm trọng. Thủ tướng chỉ đạo Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đầu tư các labo xét nghiệm lưu động tại các chợ đầu mối, các thiết bị, phương tiện để tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm. Bởi bên cạnh việc tạo điều kiện thuận lợi để người dân kiểm tra chất lượng, độ an toàn của thực phẩm, hình thức này còn là cách cảnh báo, giáo dục hiệu quả để nâng cao ý thức người sản xuất, người cung cấp thực phẩm.